Chào mừng cô chú, anh chị và các bạn. Đây là Lân Vạn Phát, thành phố Quy Nhơn, với một lực lượng lân rất là hùng hậu, bao gồm cả lân 6 đầu, lân sư rồng và múa rồng, đang đi bằng một chiếc xe tải. Tất cả đang bye bye nha, bye bye, chào các em nha. Rồi, bye bye. Các bạn bây giờ sẽ lên xe. Rồi, chào các em. Chúc các em thượng lộ bình an. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Chúng ta đang lưu giữ lại những cái kỷ niệm hình ảnh này một chút với Lân Vạn Phát. Các bạn chỉ một chút xíu nữa thôi thì các bạn sẽ lên đường rồi. Chúng ta thấy là các bạn chuẩn bị lên đường rồi nha. Các bạn chuẩn bị lên đường về lại thành phố Quy Nhơn, cái nơi mà đây cái nơi mà các bạn ở đây thì nơi đây thì đang rất là đông khách hàng đang về đây để nhận quà thưởng nhân cái ngày khai trương của công ty thời trang Rory. Có trụ sở tại đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu. Chúng ta có thể thấy là bà con lúc này đang về đây rất đông, để tất cả mọi người về đây đều có thưởng hết nha, đều có quà hết. Còn cái giá trị phần quà bao nhiêu thì chúng tôi đều không biết, nhưng mà chúng ta thấy là đều có quà nha, bà con về đây đều có quà hết. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi ạ.